Sáng ngày 24 tháng 9, Liên đoàn Lao đo động huyện Thủy Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn triển khai điều lệ và hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa 12 cho các đồng chí là chủ tịch, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra công đoàn khối hành chính xã thị trấn, doanh nghiệp và công đoàn các trường mầm non trên địa bàn huyện. Dự nghị tập huấn có đồng chí Đặng Đức Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao đo động thành phố, đồng chí Sư Thị Thập, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo Ban dân vận huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, đồng chí Bùi Văn Biên, Chủ tịch Liên đoàn Lao đo động huyện Thủy Nguyên nhấn mạnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở luôn được Liên đoàn Lao đo động thành phố, Liên đoàn Lao đo động huyện xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Việc tập huấn triển khai các nội dung của điều lệ và hướng dẫn thi hành điều lệ công đoàn Việt Nam khóa 12 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các cấp công đoàn trong việc tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, qua đó giúp cán bộ công đoàn các cấp nắm vững nội dung của điều lệ, hướng dẫn thi hành điều lệ, tăng cường và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, phát huy tốt hơn vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đặng Đức Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố triển khai và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa 12, trọng tâm là quy định về công tác đoàn viên và công đoàn cơ sở, nguyên tắc hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp công đoàn, quy định về cán bộ, bổ sung ban chấp hành công đoàn và các chức danh của ban chấp hành khen thưởng, kỷ luật cán bộ công đoàn, quy định về công tác nữ công, tài chính và kiểm tra giám sát. Bên cạnh đó, các đại biểu được nghiên cứu tìm hiểu về một số điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa 12. Theo đó, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa 12 có 11 chương, 35 điều, trong đó điều lệ quy định sửa chữa viết tắt là Tổng Liên đoàn, trong huy hiệu thành chữ viết tắt Công đoàn Việt Nam. Chọn bài hát, hãy hát lên bài ca công đoàn, làm bài hát truyền thống quy định số lượng đoàn viên tối thiểu để được thành lập công đoàn cơ sở là 5 đoàn viên. Thông qua buổi tập huấn, giúp các cán bộ công đoàn trong toàn huyện nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và kịp thời đưa ra những giải pháp mới cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn, từ đó phát huy vai trò đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp công đoàn trong tình hình mới.